đây không khí qua xuân vườn qua Phú Quốc, nhộn nhịp quá, nhộn nhịp quá. Đó, bà con ta đi coi hoa là mua sắm Tết. Cái phần nó đông quá, đông luôn. Bây giờ là 6 giờ chiều nha, 6 giờ chiều. Đông lắm anh em ơi, hoa đẹp quá, một vườn hoa luôn. Hoa ta trồng ta bán Tết nè. Quá đẹp. Quá đẹp luôn, quá trời hoa luôn. Đúng là hoa xuân ngày Tết. Rồi, cây đu đủ coi. Ồ, trái đu đủ coi. Ồ. Cây này về chưng trong nhà là Tết này no đủ nha. Ai mua mua đu đủ về chưng đi, Tết no đủ. Đó, nhộn nhịp thật. Nhộn nhịp vui xuân. Đó, bà ta vô đây chụp hình quá trời luôn nè. Đó, đẹp quá, đẹp luôn. Đây, cái đu đủ đây. Trái ta quấn lại sẽ nó rớt ra. Đây xuống vườn hoa, vườn hoa quá đẹp. Rồi chụp hình quá trời luôn. Hoa giấy nè, hoa giấy đẹp đẹp không. Một vườn hoa mai nở, một đàn chim én đưa tin, Chúa xuân giang trần thật xinh. Ồ, cô áo dài đỏ nha. Cô áo dài đỏ có cặp mắt nho nhỏ. Đó, đây là bông dạng thọ. Một rừng bông dạng thọ đỏ, cam, đỏ, vàng. Mấy mẹ đây đi. Ở đây đi rồi mềm, mày đi về đi. Quá đẹp luôn. Chụp hình. Đây.
Rồi, rồi tao mua lên 900 đó bà. Hết rồi. Con. Ấy bông này chưa nở hả? Rồi lên con. Không vừa luôn á. Thử ra con đâu đang thử bông lên. Thử bông đi. Thử bông đi con. Rồi. Bông vàng. Đây các bạn trẻ vui đùa chụp hình tạo dáng thật hạnh. Này giống vườn hoa hướng dương ở Nghệ An quá. À, hai mẹ con, ồ, hai người bạn đó là hai mẹ con đứng lên mới thấy lớn, tụi nó nhỏ. Đẹp quá, đẹp quá. Bạn này nó tạo dáng, bạn này nó chụp ảnh luôn. Đấy, nam chụp cho nữ, nữ chụp lại cho nam. Đây là có người mua đó. Hoa sưng Phú Quốc nông nghiệp tấp nập. Đây có một cái mục cây mai đây. Mai này cũng dài ba triệu không hết đâu. Đâu. Nè, bà ra, xin đi. Rồi, xin đi, nhìn đi. Ủa.
cúc vàng. Này là bông vạn thọ, đây là cúc vàng. Cúc vàng cúc. Đây giờ hậu xuống giờ hậu trường bản này, người ta. Đẹp quá. Anh em nào Phú Quốc ra đây chơi nha, vui lắm. Ngay sân bay cũ. Rồi hỗ trợ ngay sân bay cũ, có hợp cho hội chợ luôn.